Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản Honda Grandpa được sơn màu đen bóng các bạn nha. Rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình muốn mình quay cận cảnh chi tiết phiên bản màu đen bóng với dàn nhựa tem xe của năm 2022. Thì ngày hôm nay mình có đưa ra đây một chiếc xe để các bạn có thể tham khảo. Hiện tại vẫn đang còn hàng các bạn nha. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình trong thời điểm hiện tại, vì cái mẫu xe Honda Grandpa phiên bản của năm 2022 các bạn đang theo dõi đã không còn hàng với màu sắc đen bóng này rồi. Đây là đại lý xe máy Lai Châu ở mình mua dàn nhựa từ công ty Honda Việt Nam, sau đó lắp ráp lên trên phiên bản màu đen nhám của năm 2023 thuộc mẫu xe Honda Grandpa của năm 2023 các bạn nha, để tạo dựng lên một phiên bản màu đen bóng. Bởi năm 2023 các bạn cũng đã biết rồi, chỉ có 4 màu sắc mà thôi, bao gồm màu trắng, màu xanh lưng đậm, màu đỏ đô, đỏ tươi và phiên bản màu đen nhám các bạn nha. Không có phiên bản màu đen bóng như các bạn đang theo dõi trên màn hình. Chính vì vậy đại lý có lên để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn. Vì mình có nói với các đại lý biết rằng ấy, rất nhiều bạn yêu thích cái màu sắc đen bóng này nên đại lý có đưa về để lắp ráp lên cho chiếc xe Honda Grandpa của bạn các bạn nha. Một chút nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể với các bạn về mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo thêm. Hiện tại trong thời điểm thì về cơ bản mọi thứ kết cấu trên mẫu xe Honda Grandpa đều tương tự giống nhau. Nó chỉ khác ở phần màu sắc và tem xe mà thôi. Với những cái phiên bản đen bóng ở đây, trong thời điểm hiện tại giá bán của nó cũng sẽ cao hơn đôi chút, bởi dàn nhựa phải mua ngoài các bạn nha, để có thể nâng lên trên cái mẫu xe này. Và thường mình thấy rằng các cái màu sắc của năm 2022 nhiều bạn đánh giá bộ tem cao hơn so với năm 2023. Chính vì vậy giá bán của nó cũng sẽ cao hơn đôi chút so với phiên bản của năm 2023. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình là màn mặt đồng hồ này trên mẫu xe. Các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn chứa được đầy đủ các bạn nha. Loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Trong thời điểm hiện tại thì khối lượng của mẫu xe là 97kg, vẫn tương tự. Với độ cao yên xe ở mức là 769mm. Khoảng sáng gầm xe là 138mm. Phần phía sau xe đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình với hệ thống đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu của xe, tạo ra cái sự gọn gàng cho mẫu xe này. Hiện tại mẫu xe đang trang bị chìa khóa 3 trong 1 thôi, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, còn yên xe các bạn vẫn phải mở phần hông xe các bạn nha. Dung tích bình xăng là 3,7 lít, kích thước lốp trước vẫn là 70/90/17 và lốp sau là 80/90/17. Đi cùng với đó là khối động cơ 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng không khí, cho ra công suất là 6,12 kW tại vòng cơ máy 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 8,44 Nm tại 5.500 vòng trên phút các bạn nha. Thường những cái mẫu xe của Honda ấy, đặc biệt là những mẫu xe số phổ thông, thì cái mô men xoắn của nó có thấp hơn so với những cái dòng xe của Yamaha. Các bạn có thể lý giải như vậy. Ví dụ như mẫu xe Sirius phiên bản 110 tương tự như mẫu xe Honda Grandpa ở đây, nó sẽ cho ra cái mô men xoắn lên tới 9,5 Nm, còn mẫu xe các bạn đang theo dõi trên mình chỉ là 8,4 Nm mà thôi. Nên ấy, nó sẽ tạo ra nước đề mạnh mẽ hơn so với những dòng xe của Honda. Nhưng đổi lại thì Honda lại cho ra cái nước hậu cực kỳ ok và ổn định các bạn nha. Mình có thể nói thêm như vậy để các bạn có thể theo dõi một thật kỹ. Về cụ thể thì cái dung tích xi lanh của mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình trong thời điểm hiện tại là 109,1cc. Tỷ số nén là 9:1. Với mẫu xe này thì mình vẫn khuyên các bạn rồi, chỉ cần sử dụng xăng A92 là có thể ok làm nhiên liệu cho mẫu xe Honda Grandpa ở đây. Với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe này, hiện tại vẫn còn 2 đến 3 chiếc nữa với màu sắc đen bóng ở đây, với tem màu vàng đất các bạn nha. Thì các bạn có thể đến trực tiếp đại lý xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe, tìm hiểu xe cho mình. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý của đại lý với số điện thoại 0969188283. Xin được anh Thứ của xe Lai Châu tư vấn cụ thể gửi đến các bạn về mẫu xe này các bạn nha. Kể cả chương trình áp dụng chương trình trả góp với lãi suất hấp dẫn ấy, dành cho mẫu xe Honda Grandpa ở đây vẫn đang có và vẫn đang được áp dụng. Sau đây thì mình sẽ báo giá cụ thể gửi tới các bạn để các bạn có thể theo dõi thông qua video ngày hôm nay về giá bán của tất cả các cái phiên bản khác nhau trên mẫu xe Honda Grandpa các bạn nha. Đầu tiên là những cái màu sắc của năm 2023 trước. Các cái màu sắc như là xanh, đỏ, trắng giá bán hiện tại 19.300.000 đồng, giảm hơn vào khoảng tầm 300.000 đồng so với thời điểm tháng 3. Đây là mình báo giá trong thời điểm tháng 4 rồi các bạn nha. Còn phiên bản màu đen mờ, nó tương tự như thế này nhưng khoác lên mình là màu đen mờ mà thôi. Giá bán của nó hiện tại là 20.900.000 đồng,
có nhỉnh hơn một chút so với thời điểm tháng 3. Tháng 3 chỉ vào khoảng tầm 20 triệu 600, từ đây lên 20 triệu 900 rồi. Còn đối với phiên bản màu đen bóng của năm 2022 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, giá bán hiện tại cao hơn 1 triệu so với phiên bản màu đen nhám là 21 triệu 900 nghìn đồng. Còn lại các màu sắc của năm 2022 như là đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, một số những cái màu sắc đó hiện tại vẫn đang còn hàng. Giá bán hiện tại cũng nhỉnh hơn so với những cái màu sắc của năm 2023 là 20 triệu 500 nghìn đồng các bạn nha. Và hiện tại đại lý có những cái phiên bản sơn độ 3D. Sơn độ 3D mà vành nan hoa, giá bán hiện tại là 22 triệu các bạn nha. Còn phiên bản sơn độ ấy mà có cho nó lên cái vành đúc, đại lý lên cho luôn vành đúc các bạn nha, là 23 triệu 300 nghìn đồng. Rất là cụ thể chi tiết để các bạn có thể tham khảo như vậy. Và với những bạn nào đang yêu thích cái mẫu xe này thì mình có thể báo giá rất chi tiết cụ thể thông qua video ngày hôm nay để các bạn có thể tham khảo thêm. Giá bán ấy thì đã bao gồm thuế VAT, cam kết gửi đến các bạn luôn. Còn tiền đăng ký thì chưa bao gồm các bạn nha. Đăng ký thì ở huyện các bạn gần như bỏ thêm 1 triệu tiền đăng ký. Còn ở thành phố thì bỏ thêm vào khoảng 1 triệu 7 tiền đăng ký cho mẫu xe Honda Grandpa này. Rất cụ thể để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại mẫu xe vẫn đang sử dụng bình xăng con chế hòa khí. Chính vì vậy mức tiêu nhiên liệu của nó vào khoảng tầm 1,9 lít trên 100 km. Nó sẽ ăn xăng hơn một chút so với những cái phiên bản như là RSX hoặc là Future trong thời điểm hiện tại. Dù khối động cơ cũng như công suất của những cái mẫu xe đó có cao hơn, nhưng vì đây là bộ chế hòa khí các bạn nha, nên các bạn có thể lưu tâm lưu ý trong việc lựa chọn mẫu xe Honda Grandpa này. Đó là một số thông tin rất cụ thể chi tiết ngày hôm nay mình quay cận cảnh tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Rồi, cảm ơn rất là của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Ra Số Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.